Rồi bây giờ mình sẽ sau khi mình đã có dữ liệu rồi thì các bạn sẽ qua lại cho mình cái header.js nè, header.js này. Ở bên cái header.js này mình cái nút start nè. Bây giờ mình sẽ khai báo delete start đúng không? Rồi control reminder. Sau đó các bạn sẽ khai báo cho mình một cái constant nữa tên là add task ha, add nhiệm vụ bằng gì các bạn? Nó là một cái hàm đúng không? Function suy ra. Rồi thì trong cái function này mình sẽ console log ra. Ở đây mình sẽ để là task nhiệm vụ ha. Đó là những cái dữ liệu của mình sẽ gửi qua cái function này. Rồi sau đó mình sẽ console log ra thử cái gì? Cái task này. Ha, rồi. Sau đó mình chuyển cái gì? Cái props qua bên add task bằng gì các bạn? Bằng props là bằng gì? Bằng cái hàm này ha. Đó mình sẽ chuyển qua cái nút add task. Rồi. Rồi cần phải thành thông ha. Thì qua cái start này, bây giờ cái constant add start này đúng không? Bây giờ mình sẽ sử dụng cái props mà mình vừa mới gì khai báo ở bên header này là cái add task ha. Add task này chứ. Rồi. Props. Rồi, mình mới có một cái prop thôi ha. Rồi. Rồi sau đó các bạn xuống cái form này thì cái hàm nó phải nằm trong cái form này ha. Khi mình click vào cái nút save start này ha, đó nó phải nằm trong cái form này thì mình sẽ là on submit ha. Đây là cũng cái sự kiện on submit luôn các bạn ha, sự kiện ha. Cái này là sự kiện cho nên là cái này cái tên bắt buộc các bạn phải cái này cái wrap thôi đó, cho nên là các bạn đặt tên gì cũng được ha, miễn sao mà các bạn đúng lấy đúng cái tên prop thôi. Còn cái on submit là cái sự kiện ha, sự kiện của một cái form ha, cho nên là các bạn phải bắt buộc phải ghi đúng. Rồi bằng gì các bạn? Bằng on submit, cái này là cái tên của sự kiện nè ha, đó là cái tên hàm đó các bạn. Rồi khi mình khai báo cái tên hàm bên đây mình sẽ ghi cái constant hàm là on submit đúng không? Cái hàm của mình là on submit thì các bạn cái này cái tên hàm thôi, còn này cái quản lý sự kiện là submit ha, quản lý sự kiện submit thì các bạn phải gì ghi đúng. Còn này tên hàm các bạn muốn đặt tên sao cũng được ha. Đó rồi rồi mình sẽ mở ngoặc ra event, sau đó mình sẽ suy ra là gì các bạn, suy ra on submit event y chấm gì revent các bạn phải cho cái hàm revent default có nghĩa là gì, có nghĩa là khi mình sử dụng gì input type bằng submit đó thì khi bạn click vào á là cái gì, nguyên một cái trang của mình nó sẽ refresh ha, để nó gửi dữ liệu vào một cái trang nào đó được chỉ định ở form ha, cho nên là mình muốn gửi bằng JavaScript á, hoặc là Ajax á, thì mình sẽ thực hiện cái gì, cái câu lệnh là event.preventDefault ha, event.preventDefault để nó chống cái việc gì các bạn, refresh lại cái document của mình, refresh lại cái trang của mình ha. Đó rồi sau đó các bạn sẽ ghi cho mình là nếu gì, nếu mà click vào cái nút này thì có nghĩa là mình sẽ kiểm tra cái dữ liệu đầu tiên là cái test này trước ha. Nếu mà rỗng test có nghĩa là gì, nếu không có test, nếu các bạn ghi là nếu test thì nó sẽ gì có test ha. Nếu mà dấu chấm than test có nghĩa là không có test thì mình sẽ gì alert ra ha, thì này JavaScript thôi cho nên mình phải sử dụng câu lệnh alert ra làm ơn please ví dụ vậy, hoặc là thêm nhiệm vụ đi, vụ hàng ngày ví dụ vậy. Rồi hoặc ở đây các bạn để là cần thêm nhiệm vụ hàng ngày cũng được ha. Rồi mình sau đó mình sẽ save lại return trả về chứ ha, phải trả về nữa. Rồi sau đó là mình sẽ gì, sau khi mình thực hiện câu lệnh rồi thì mình sẽ là on add, mình sẽ lấy cái hàm đúng không, add task chứ, add task là cái hàm của nó ha, cái hàm nãy mình gửi qua cái nút nè ha, bằng prop phương thức prop thì mình lấy lại cái hàm thôi, thì cái hàm đó bây giờ mình sẽ đặt cái dữ liệu vào đúng không, đặt cái dữ liệu vào. Bây giờ cái hàm của mình nè, đây cái hàm của mình là đây ha, add task thì là task là nhiệm vụ ha, nó là một object ha, task một object thì console task ra có nghĩa là console cái object đó ra thì mình đẩy cái object đó vào bằng cái gì, bằng cái syntax này ha, đó, tạo ra một cái object thì cái object của mình là test nè.
Rồi tiếp tục là day và tiếp tục là gì các bạn? Remainder ha, là gồm ba cái gì? Ba cái biến này ha, là gồm ba cái tham số này ha. Đó ba biến đẩy và ba cái tham số của một hàm như thế này. Là nó biến thành một cái object ha. Rồi, thì khi đẩy vào xong rồi thì mình sẽ là gì? Set load này các bạn không cần phải dấu chấm phẩy cũng được ha. Set mình sẽ set cho là set test. Set test bằng gì? Bằng rỗng ha. Rồi. Khi thêm khi có dữ liệu rồi thì mình sẽ set những cái hàm này lại là rỗng thôi ha. Rồi. Set test set day. Rồi, tiếp tục tới là set reminder ha. Mình sẽ cho là trở về là for mặc định ha, trở về for mặc định. Rồi, cần save lại ha. Rồi, thì các bạn mở lại cho mình cái sổ của mình lên. Trong cái sổ của mình á thì for đầu tiên là mặc định đúng không? For đầu tiên mặc định thì các bạn sẽ gì? Ở đây cái input type checkbox này các bạn sẽ cho mình là check it. Check it bằng gì các bạn? Bằng reminder ha, reminder. Đó, thì reminder là mặc định của nó là gì các bạn? Mặc định của nó là for. Cho nên mình sẽ cho đầu tiên nó chạy là for trước ha, reminder trước. Rồi, thì các bạn refresh lại. Đó, thì nó cũng chạy là for đầu tiên thôi. Đây, for. Ha. Thì các bạn không cần có thêm check it này cũng được ha. Đó, nhưng mà thôi mình chắc ăn hơn thì mình cho nó vào. Đầu tiên nó sẽ là for trước. Thì sau khi ví dụ như bạn các bạn sử dụng là choose đi. Save lại đi. Đó, thì các bạn ra đây các bạn sẽ thấy nó tự động nó check ha, nó check cho mình. Đây cái những cái component của mình nè ha. Đó, choose tự động nó check cho mình ha. For mình để lại for ha, save lại. Rồi, bây giờ các bạn thử thêm dữ liệu vào ha. Ví dụ như mình thử thêm dữ liệu vào. Ngày. Rồi, mình thử ha. Check mình list vào save start nè. Thì qua lại cái console nè, thì các bạn sẽ thấy nè. Ha, nó sẽ trở thành rỗng nè. Đây những dữ liệu mình thêm nè. Rồi, bây giờ mình thử thêm những dữ liệu khác thử ha. Rồi, mình check vào. Mình thử không check đi ha. Rồi save. Đây nó trở thành là for nè các bạn ha. Đó. Hai dữ liệu mình thêm nè. Rồi, ví dụ như learn Japanese. Japanese rồi. Ví dụ như ở đây là 22.15.2012 đi. Rồi, choose save start là các bạn sẽ thấy nè. Đó ha. Learn English, learn Japanese ngày 22 tháng 15 nè, 2012 nè, ha, reminder là choose. Đó, đây là những cái key value của mình ha. Thì ở trong JavaScript nó hiển thị theo là key value thôi ha. Đó, cũng như giống dạng đổ cái kiểu dữ liệu JSON nữa các bạn ha. Rồi, ở đây thì mình thiếu một cái nữa là có test reminder có ngày rồi ha. Các bạn quay lại cái header nè. Thì đây, test nè, đây nè, reminder nè. Ha, tương ứng với là test day reminder ở đây. Nhưng mình thiếu một cái nữa là cái ID các bạn ha, cái ID. Thì để cái làm cái ID đó ha, để làm cái ID và cái ID không được trùng các bạn, tại vì mình sửa xóa cũng như là complete nhiệm vụ ha, nhiệm vụ hoàn thành bằng cách là những cái ID này, cho nên là ID là không được trùng ha. Thì bây giờ mình sẽ lên cái on bên header.js này ha, mình sẽ bên actat nè. Console log ra ha, console log ra thì các bạn sẽ cho mình một cái constant ID ha, mình sẽ nhét vào ID bằng math ha, math floor. Floor ha, math floor. Làm tròn các bạn ha, floor math.random ha, random số random. Đợi. Random số và cái số đó sẽ nhân cho gì các bạn? 10.000. Ha, 10.000 và cộng cho 1. Rồi, sau đó các bạn sẽ console log console.plot. Mình sẽ in ra cái ID đó thử ha. Rồi, save lại. Bây giờ mình sẽ list x save start nè. Cần thêm nhiệm vụ ha. Đó, thì nếu mà rỗng nè ha, thì nó sẽ để cần thêm nhiệm vụ hàng ngày. Rồi, mình thử thêm ha. Save, thì nó ra cái số nè 1807 nè các bạn ha. Đó, math random nhân cho 10.000. 10.000 cộng cho 1. Đây, các bạn sẽ thấy nè ha. Rồi, list cái nữa. Cần thêm nhiệm vụ nè.
lít cái nữa đó, nó random số nè các bạn. Rồi lít cái nữa nó sẽ random số cho mình đây ha. Đó ha, không có số nào trùng số nào cả. Đó. À, rồi, sau đó là gì? Khi add tab rồi, bây giờ mình sẽ thực hiện câu lệnh là các bạn sẽ cho mình được một cái constant ở đây. Constant ở đây. Mình để là new start, nhiệm vụ mới nè, mình sẽ tạo ra một cái cơ sở liệu mới ha, mình sẽ đẩy vào trong đây. Thì đầu tiên là sẽ bằng ID nè, mình đẩy ID vào trước ha, sau đó là mình khai báo lại cái gì? Cái object task bằng là bằng 3 chấm. Sau đó là các bạn bạn gì gọi lại cái task ha, cái gì cái object của mình là khai báo là task nè ha, đó cái state của mình đó các bạn là task. Rồi sau đó là mình set state task, đây set task là cái hàm này các bạn, đó mình set task ha, là mình đẩy lại dữ liệu thôi ha. Rồi sau đó là mình mở ra, mở ngoặc vuông ra ha, đẩy cái object đó vào, đẩy cái object task vào task ha. Rồi thì cái này là cái tên của object nè các bạn. Rồi mình sẽ đẩy dữ liệu mới vào là new gì các bạn, new task đây. Rồi ha, đó thì đẩy cái ID vào, sau đó là đẩy cái dữ liệu task, có nghĩa là cái task này nè các bạn, chứ không phải là cái task này đâu nha ha. Rồi ví dụ như các bạn đổi lại cái này thành nhiệm vụ đi ha, nhiệm vụ. Rồi thì ID nè, ID mình có riêng ha. Cái task này là cái task của cái object ha. Rồi set task thì đầu tiên là nó sẽ đẩy cái task vào ha, cái task vào. Rồi new task là nhiệm vụ mới nè, thì cái này là các bạn phải thay là nhiệm vụ. New task start. Rồi, cái này các bạn phải thay làm cái nhiệm vụ cho mình ha. Rồi, ok, xem lại. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đẩy cái nhiệm vụ mới vào. Ví dụ như mình sẽ learn English, learn Japanese đi. Ví dụ learn Japan. Rồi. Rồi. Choose ha. Save that. Thì đây các bạn sẽ thấy nè, lên Japanese choose, có nghĩa là khi mình check to vào á thì ở đây là nó coi như là nhiệm vụ đã hoàn thành ha, đã hoàn thành. Thì đây nó sẽ mang đây task của mình nè. Đây, key của mình nè, 3406 ha. Rồi, ở đây. Choose. Đây, test bằng choose, reminder bằng true nè. Thì bây giờ mình sẽ add. Khi các bạn refresh lại á thì đấy nó không lưu ha, nó không lưu. Rồi, ví dụ như ở đây mình learn Germany đi ha. Rồi, ngày 1/2012. Rồi. Save tab đây, nhiệm vụ mới nè. Thì các bạn cứ save ha, save tab mới vào ha. Rồi.